con chúc ba thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt. Giỏi. Được. Con hứa con sẽ học giỏi. Được rồi. Cố gắng bây giờ. Dạ. Để mà thiệt nhanh thiệt lớn thiệt nhanh và học thiệt giỏi. Dạ. Và có biết nghe lời không? Biết. Nói sao? Con nghe lời cho mẹ gì? Con biết nghe lời. Nói sao con chưa hiểu? Cha mẹ nói phải nghe lời nghe chưa? Dạ. Rồi có nợ tôi mấy cái hung không? Quay. Hung đi. Dạ. Hung ba lần rồi mua 3 triệu. 4 triệu không? Giờ không có phong bì rồi sao? Kệ đó đi. Cho vào tờ lớn nhất luôn nè. Yeah. Biết cảm ơn không?